Câu chuyện đi làm gái. Hôm bữa gài cũng có đọc báo với lại nghe mấy ông bạn nhậu kể cái vụ mà tiếp viên hàng không người mẫu ca sĩ rồi đó, đi khách đó. Mình nghe thì mình cũng cho qua thôi, mà bữa nay gặp nhỏ bạn để mình kể cho mọi người nghe. Cái con nhỏ này là bạn thân của tôi chơi hồi cái lúc mà ở chuồng tắm mưa vậy đó. Bởi vì hai đứa nó thân dữ lắm. Cái tôi mới hỏi lúc gài mày làm gì mày, mà thấy mày lúc gài mua nhà mua đất rồi đi xe cộ rồi sang trọng dữ mày. Cái nó mới nhìn tôi nó nói tao làm gái. Trời trời, nó giỡn hả, nó thiệt mày, sao mày thẳng thừng dữ vậy. Cái nó mới nói tao mày bạn thân mà có gì đâu giấu, làm gái thì nói làm gái chứ có gì đâu giấu. Nó nói mà nói giỡn vậy thôi mày ơi, chứ lúc gài tao cũng cặp thằng này thằng nọ vậy đó, rồi đeo theo ăn, chừng nào hết tiền của nó thì ra đi thôi mày ơi, chứ yêu thương gì. Mày thấy mấy cái đứa mà tiếp viên hàng không người mẫu ca sĩ đâu không, người ta đi khách mấy chục ngàn đô mấy ngàn đô, mày thấy không? Ê mày coi vậy chứ mày đừng coi thường người ta nghe. Nói chung là mày nghe tao nói nè, thí dụ thực tế cho mày coi luôn nè, là tao nè, hồi đó tao quen bồ mấy năm trời, rồi cái đùng ra nó nói không hợp cũng chia tay, rồi sau này tao quen mấy chục thằng nữa cũng y chang vậy. Mày thấy không Di khốn nạn không Di, nó ở với tao mấy năm trời nó xài tao banh chạnh trên, cuối cùng nó không hợp đó. Mày thấy thí dụ thực tế không? Bây giờ tao nói thiệt, cái này là phước ai nấy hưởng thôi, tại vì cái này không phải ai cũng muốn làm chứ. Tao thí dụ như mày vậy đi, quen bồ cho nó xài banh chạnh trên luôn, cuối cùng cái không hợp chia tay, cái quen thằng khác mới thấy hợp hợp xíu, cái dọn gì ở chung cũng xài banh chạnh trên không được gì hết, cái lục đục cái cũng chia tay đó. Còn tao giờ mày thấy không, kiểu như là bây giờ quen thằng đó y chang như là nó là người yêu mới đi, ngủ với nó ăn đêm cái được mười mấy hai chục chai, đù lụm cái mà mười mấy hai chục chai có giá dữ mày. Nó nói tao là dạng cùi bắp vậy đó, mày thấy báo chí đăng không, quất một cái mấy ngàn mấy chục ngàn, mày thấy ghê chưa. Cái chai nước suối nó nằm ở tiệm tạp hóa nó khác với vô sân bay nó khác với mày. Nó nói với tôi nữa, mày tính đi, bây giờ ở với thằng bồ dọn về ở chung một tháng, bây giờ mày cho nó lụm 25 ngày đi, rồi cái bây giờ mày bấm máy tính đi, mày nhân cho 10 củ trung bình một lần thôi thì nó ra bao nhiêu tiền. Cái nó nói tao nói vậy thôi chứ đâu phải là người nào làm cũng được, cái nghề này làm phải có căn mới làm được mày ơi. Tôi nói trời ơi, làm gái mà cũng có căn có duyên nữa bà nội. Cái nói mới nói với tôi, mai mốt mà mày nói cái từ làm gái vậy là mày không có lịch sự văn minh. Cái đó cũng là một cái nghề, có cầu thì mới có cung, cái đó là cái nhu cầu cuộc sống mày hiểu không. Nói chung là cái đó là phước ai nấy ăn mà quả ai nấy hưởng, cho nên là chuyện người ta để người ta làm, nghe biết vậy thôi chứ nói làm gì mày. Mà đó mọi người thấy không, lâu lâu gặp nhỏ bạn ngồi tâm sự với nó mà nó ngồi nó nói hồi làm như tôi muốn sang chấn tâm lý với nó luôn trời. Bởi vậy mọi người ơi, cuộc sống ngày càng phát triển, nói chung là nó xô bồn lắm, nó đủ thứ chuyện trên cuộc đời hết trơn. Cái vật chất nó làm con người ta thay đổi xa ngã dữ lắm. Mà sao tôi nghe tôi thấy nó nói cũng đúng đúng rồi mọi người. Mọi người có nghĩ cảm nghĩ về sao về cái vụ này không? Tính ra tôi làm thấy mẹ luôn, từ sáng tới chiều mà không thấy dư giả gì chứ. Mà bây giờ nghe nó kể thì cái vốn tự có này sao kiếm tiền thấy dễ ăn chứ ta, mọi người thấy sao? Chứ tôi thấy mọi lần đi uống bia ôm, ngồi ôm ôm không làm quần què gì hết mà cũng tốn 500-700 ngàn lãng nhách.